Chào anh và cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình ạ. Thưa anh, để nâng cao kiến thức pháp luật cho thanh niên trong tình hình mới thì chúng ta đã có những cái giải pháp gì ạ? Trong thời gian vừa qua thì triển khai thực hiện các chương trình hoạt động của đoàn của Hội Liên hiệp Thanh niên của đội Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh thì các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh cũng đã thường xuyên lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch và hoạt động hàng năm, hàng quý trong cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên trên địa bàn. Qua đó thì tạo ra nhiều các câu lạc bộ, các đội hình, các nhóm tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh niên tại những cái đối tượng thanh niên cụ thể. Trong thời gian vừa qua thì tỉnh đoàn đã duy trì được 142 câu lạc bộ thanh niên và phòng chống tội phạm, và các câu lạc bộ khác ở tại các trường học cũng đã một lần nữa phát huy được cái vai trò của mình trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục cho đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên. Có thể nói rằng là từ các câu lạc bộ, các mô hình hoạt động như vậy thì cũng đã giúp cho cái việc nâng cao nhận thức về pháp luật cho các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, từ đó hình thành cho các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, đặc biệt là triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình trong các công tác học tập, nghiên cứu, lao động sản xuất và cống hiến cho tổ chức nhiều cái giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong cái quá trình xây dựng đời sống văn hóa cũng như là cái chấp hành pháp luật trong tất cả các lĩnh vực, để triển khai thực hiện tốt cái chương trình hoạt động của đoàn, của Hội Liên hiệp Thanh niên và của đội Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Để nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật thì tỉnh đoàn đã có những cái phối hợp gì đối với các đơn vị chức năng? Để phát huy tốt hơn nữa về cái vai trò cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên cũng như là phát huy tốt các câu lạc bộ, các đội nhóm hiện nay đã có tại các trường, các địa bàn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thì trong công tác phối hợp với các cấp, các ngành cũng được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hết sức là quan tâm. Trong đó phải nói đến về các cơ quan chuyên trách về cái tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Hàng năm thì tỉnh đoàn Lâm Đồng thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng, Sở Tư pháp và các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau, thông qua các hình thức là hội thi, hội diễn, tọa đàm, thông qua các hình thức như phiên tòa giả định và đặc biệt là những cái sân khấu hóa về những cái tình huống vi phạm pháp luật và những cái hình thức xử phạt, mức xử phạt của những cái vi phạm này, nhằm một lần nữa để tuyên truyền, để giáo dục cũng như là tạo cho các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên nhận thức đầy đủ về những quy định của pháp luật. Từ đó thì hình thành nên cái đời lối sinh hoạt, học tập, công tác theo cái hiến pháp và pháp luật. Và có thể nói rằng là trong thời gian vừa qua, các cấp, các ngành, các địa phương cũng đã luôn liên tục đồng hành với tỉnh đoàn Lâm Đồng trong cái công tác giáo dục pháp luật cho các bạn đoàn viên thanh niên. Đặc biệt là chú trọng hơn nữa trong cái các bạn đoàn viên thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo. Thông qua đó thì hình thành cho các bạn một cái lối sống, một cái sinh hoạt, lao động, công tác thật là tốt hơn. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình ạ.